mẹ ngạc ngạc vì con chân chậm mắt mờ tay run. Mẹ ơi sinh các con ra chín mười người con mang lặng đẻ đau. Mẹ ơi quần áo đang giặt giữa nước bến sông sông nằm quê lanh lanh. Bên thủy thần nhận bất bất ban trường tồi. Mẹ ơi ngày hôm nay chúng con là người coi yêu, chúng con ăn nhờ cành Phật cắt tóc ăn chay. Nay chúng con trở lại quê hương, chúng con đi tìm mẹ để cứu mẹ thoát khỏi chỗ ngục hình tâm tôi. Màn màn Mục Liên của mấy con cháu đi tìm mẹ xin được bắt đầu. Vậy hôm nay Mục Liên có tìm được mẹ hay không? Thì lại nhờ vào toàn thể các con các cháu cô các bà anh em bà con hàng xóm. Người giàu thì một bó, người khó thì một nén thành tâm để động viên cho Mục Liên gửi các con các cháu đi tìm mẹ. Xin mời các bác ra ngoài sân đứng thành hai hàng để chuẩn bị đón mẹ ra. Người hiền hiền lại chúng ta truyền bà thánh đệ một trong hầm mộ bốn khi xưa sang giàu khí sinh đỏ quần áo hôi tanh bà đã đem giặt rũ nước bến sông nằm. Nay đã phạm đến thủy cung, thần nhật đã chúa biết từng tội. Ngày về sau, bà trăm tuổi, nay thác xuống hoàng tuyền khó thoát, cùm gông, hãy mau cùng ta cất bước lên đường, để đi bắt bà thánh đà. Đang nghe qua, tôi nhà con hỏi ở đường lên
mơ. Đường nhật hà vẫn êm mà muôn thổ. Người con biết anh chỉ trao dòng cho thổ. Vẫn biết đây gì đẹp sách học kỳ. Con bị cử hộ đang chung chỉ nhẹ đi tìm chốn an thanh mà nhang hôi bóng bóng Phật trời chú tay lòng nhân bầu trời cành Phật xa gần đi cho tới chốn trầm trầm để kêu lên thân bao xót xa siêu đau đớn bình an A Di Đà mà tháng năm mấy ông trời ơi cái tôi quất quất là nghèo bị cười trong đêm còn cửa ngục nào con lại
Phật bán con cửa ngục a chỉ lội sông đèo núi đường xa gặp gành. Phật bán cho con gậy chúng hoa thành một mình một bóng lanh mình già đi bốn bên có bốn cho đồng miệng phun ra lửa mặt mắng trông sàng lè nước mục liên quyết chi tu niệm Phật Di Đà phen này ân phải đường về thủ hòa viên con nam mô A Di Đà Phật đây là tiền của các bạn tự trong xóm Phật tham gia động viên cho đoàn xin đoàn đi làm thúc làm duyên cho tất cả các ni A Di Đà ơi. Năm nay mấy mươi rồi. Năm nay mới 55 tuổi thôi. Ôi Thảo nào thông minh thế. Thế ôn từ bao giờ mà thuộc thế? Ôn thì mới ôn thôi nhưng mà có người dạy. Đấy, người già như trí chẳng già. Thế tiền này là của các cụ mang ra thương đoàn. Thế sau cụ cũng đọc biên quan trong trường thầy rồi này. Ủa ơi, giày này chẳng bé chẳng to, như này đắt ra bằng hoa bạc vàng. Con xin nhận lấy quan tiền, chúc cho các cụ bàn tờ bách biên dây não thọ trường bình an A Di Đà Phật. Thế con cứ chúc cho các cụ bách biên dây não bão vạn đổ nha A Di Đà Phật. Nếu mà còn cô bác nào muốn cho một viên tiền thì xin mời cô bác vào tận nơi đừng có lại nhé. Đấy. Đây là cái giấy tâm thành của các cụ đây. Cái quần của con cháu này con chưa thấy đâu. Đấy, các bác ngồi xuống. Ngồi xuống cho nó bình tĩnh. Còn hai tiếng nữa cơ. Đấy, đúng rồi, bác nâng tay rồi. Vâng, xin mời lễ viếng của Thiếu tướng Bùi Hải Sơn đang công tác ở trong Bộ Tư lệnh bảo vệ Lâm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào viếng cổ có vòng hoa dâng lên để thắp hương kính viếng chia buồn cùng gia đình tang tiễn thầy. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Vừng ngày nhận được tin đau buồn cụ trăm tuổi về già không còn nữa. Lúc này đây bày trước bàn thờ của cụ là lễ viếng của đồng chí thiếu tướng Bùi Hải Sơn ở bộ tư lệnh bảo vệ lăng Bác Hồ Chí Minh từ xa xôi về đây với vòng hoa để mòn lòng thành thắp nên ba nén nhang trầm chấp tay nầy cụ mong cụ chứng lòng cho cháu con. Sau khi thức tuần hương thơm, lần lễ xong mời quý vị về nơi đón tiếp của gia đình để gia đình xin cảm ơn. Vâng, lễ viếng đã xong, vậy xin mời các bác thầy tập trung về biên giới để cùng với đoàn nhạc hiếu để mua vui giải sầu. Mẹ ơi vẫn đi xuân mây cánh thâu chôn chân ngôi mỏi. Mẹ ơi, đây là nơi cửa ngục ai chỉ 36 phong đô quỷ kia ai giữ. Mẹ ơi, mẹ với trong ngục này mẹ lên tiếng luôn hay để con vào con non mẹ xa ngoài. Mẹ ơi, mẹ ơi,
đã mấy lâu nay mẹ ở trong cõi ngục tối. Cơm lê ơn trời, con tu hành đắc đạo con đã cứu mẹ ở đây. Mẹ ơi, chúng con kêu mẹ ra đây. Mẹ nhìn thấy các cụ rồi con cháu đông quá quần nhỉ. Mẹ ơi, nay nhà mình đông đủ các ông các bà các bác anh em họ hàng bà con làng xóm đây. Chưa thấy cụ nào con nào cháu nào mà phải mẹ câu hay để mẹ ra mãi ngoài kia mẹ chào con chào cháu công nhân nha. Con ơi, bây giờ đấy cơm con cháu của mẹ ấy ở xa ở gần ở Nam ở Bắc cơm mãi tận quân khu năm cũng về đây đông đủ ba gì đấy các cháu còn gì nữa cũng ngồi đây đứng về tối cơ. Này con ơi, thôi dạ. Các con các cháu trả lời mẹ, thì mẹ hỏi con cháu không nhỉ? Mẹ hỏi gì? Mẹ hỏi thế à? Con cho mẹ hỏi câu này, con có biết tổ quốc ra làm sao? Rồi nhân dân bà con hàng xóm như thế là tổ quốc hả? Mẹ ơi, con đi mấy hồ sinh, nhưng điều thơ con xin dường mẹ dạy tiếng con nghe mẹ à. Trời ơi, quá như vậy mà. Mẹ ơi, chúng con chẳng biết được lưng. Để mẹ giảng dạy cho con nghe hoa con nhớ. Này con mẹ ơi, 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 mẹ ơi,
đẻ. Mẹ đi con, mẹ lo con bơi bồi. Nhớ nàng đâu phải chơi là chuyện chơi. Mẹ biết đi thân này mà biết đi uống. Nhưng là ngồi mẹ là như đi. Mẹ dẫn tôi xin là cho đến đi, cho đến chứ hẳn đi. Muốn nghe cho ngày mà hay chứ thì có mới nhà vui mẹ đẻ mà bạn đi gần lẽ sống là ơi mẹ đau hay mà quan nghe phải mà đẻ đợi chồng cho từng ngày sinh bất đã chưa lên đi là lúc bây giờ sống là chết đi mà bởi vì mẹ sinh ra con. Sắp tiếp rồi. Các bác trả vào động viên nhưng em ngoài năm. Thế này con ơi. Thôi mẹ con mình đi đến đây tạm dừng kể lẽ. Vì được mẹ về tôi chút còn quá phải mắc nước. Một con kiếm chỗ nào để cho mẹ ngồi chút chút mới là lâu. Rồi con đi tìm đường xuân bé nước sông vắng vắng này không này. Chừng trong năm canh kiếm gà đã gáy. Không biết thật dở ra sao đâu. Nhưng mà gà gáy rồi con ơi. Mẹ ơi. Con tìm đường xuống bên sông. Con văn này ông ấy. Để cho mẹ qua đò. Không nộ thiên là mẹ không sống thoát được con nha. Mẹ đã về đi rồi. Mẹ cứ để cho các con các cháu cho mẹ tâm bánh đồng quà. Được hỏi thăm sức khỏe của mẹ ra sao. Mẹ xuống đò vội quá, các con các cháu chưa kịp hỏi han gì. Mẹ cũng muốn lắm, lúc ốm lúc đau, viện xa viện gần, hết ăn lại uống, nào là tôm gà thịt cá giò chả cùng nem, bao nhiêu hoa quả ăn uống nào đâu có thiếu đâu. Mẹ ơi, nhưng mà mẹ cũng muốn đợi con đợi cháu ra hỏi thăm mẹ.
gớm. Đứa nào về một vài trăm cho mẹ cả. Mẹ muốn lắm con ạ. Chứ chưa chả thấy đứa nào cho mẹ dăm ba chục đâu. Đỡ mẹ ngồi con ơi. Nào mẹ ngồi xuống đây để cho đỡ đỡ đỡ. Được rồi. Đấy. 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 Mẹ ngồi vững chưa? Cha già gỗ già thì quý. Người già ta chẳng ra làm sao. Đến ngồi còn không xong nữa đây. Thôi được rồi, để mẹ ngồi đây là được rồi. Ôi giời. Thì mẹ ngồi đây nha. Giờ có đứa cháu gái nào nó đứng 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 đi. Mẹ ngồi đây để con sao con ngồi ở đây đòi mẹ nha. Cháu Dung nó ngồi đâu rồi? Nó vào đâu nó già tí không? Trời ơi. Con để mẹ ngồi đây. Gương con cháu ngồi xung quanh cả không sợ ngã. Được rồi, mẹ ơi đằng sau mẹ có con trai con gái con rể con dâu. Ngã thì đã con mật gấu con bác gì. Không lo gì cả. Mẹ ngồi đây mẹ nha. Con xem em Hà có còn đây không? Mẹ ơi vẫn ngồi kia. Nhưng mà im lắm như thóc đổ bồ ấy. Chưa thấy hỏi gì chị. Còn đâu mẹ? Thôi, thế con xuống bên sông đi. Gà này gáy rồi con ơi. Gáy rổ rổ á. Lạy thiên xin ta mời sang bên ôi bác đi chào vậy áo nghề xong 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 lấy hai sông hay sang đây đưa thiên sang bên đi để em con đường sang đò, ai đến khuya quan này lão rất ngại sóng to, tuổi về già bắt lão lại mập mò, thế đi đâu thì xin hành khách cứ ngồi chờ, anh là chẳng có gạo tiền thì cứ đợi đến sang năm rồi lão minh điệu nhá. Trời ơi hôm nay mẹ ngồi đây mẹ có nghe tiếng gì không? Thế ông nói hòa cho mẹ quá hòa rồi hả con? Mẹ ơi vừa vừa con sao con lại ông nay? Ông ấy bảo rằng có tiền thì lão cho chơi cho vui à. Thì mẹ cứ đợi nó vài năm ông ấy cũng chẳng nghe. Con ơi, giá mà mẹ còn tiền thì mẹ trả luôn con ơi. Nhưng bây giờ mẹ hết tiền rồi à? Mẹ hết gạo mẹ cũng không
không tiền ông nói lại đòi không ông ấy trèo. Bây giờ làm thế nào được con ơi? Mẹ ơi, ngày con mẹ ơi, con ơi, con xem cụ nào đến hỏi mẹ gì đấy? Mẹ ơi, các cụ chuẩn bị tiền tòa cho mẹ đây. Bây giờ quý quý quang lại mãi mãi tai nó nặng nhưng mà giải kịp thời đau nghề viết ra mà con xin cảm ơn các quý cô con đi trong ngay trong khi nhà thành nhà tăng ấy thì đã có I'm not afraid.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.